khủng long là những sinh vật thời cổ đại xuất hiện từ 231,4 triệu năm về trước và tồn tại suốt hơn 165,4 triệu năm, nhưng đã tuyệt chủng cách đây khoảng 66 triệu năm. Ngày nay, với sự phát triển vượt trội của khoa học, những hiểu biết của con người về những sinh vật cổ đại này ngày càng sáng tỏ. Nhưng có bao giờ bạn thắc mắc thịt khủng long có mùi vị như thế nào hay chưa? Chúng ta có một số manh mối dựa trên các mẫu hóa thạch cũng như sinh vật sống ngày nay. Thực tế là có đến khoảng 700 đến 900 loài khủng long khác nhau đã được con người đặt tên, và đương nhiên hương vị của mỗi loài sẽ khác nhau. Khủng long bạo chúa là một trong số các loài động vật ăn thịt lớn nhất mọi thời đại, dài khoảng 12 mét, rộng 4 mét và có thể nặng tới 7 tấn. Chúng có những cơ bắp khổng lồ, thịt đỏ do vận động nhiều, nhanh nhẹn, nên chúng cần nhiều oxy dự trữ để đảm bảo sức bền khi đuổi theo con mồi. Người ta phán đoán thịt khủng long bạo chúa có vị như thịt đà điểu. Ngược lại, khủng long cỡ nhỏ, di chuyển nhanh hoặc bay được sẽ có thịt màu trắng. Chẳng hạn, loài Akakiatrix là một loài khủng long giống chim chuyển tiếp giữa khủng long có lông và chim hiện đại, có chiều dài 0,5 mét. Nó có kích thước nhỏ, cánh rộng và được cho là loài có khả năng bay lướt. Chúng sẽ có vị thịt gà. Titanosaurus là loài khủng long ăn cỏ lớn nhất với chiều dài lên tới 12 mét và nặng tới 13 tấn. Đây được xem là loài khủng long có hương vị thịt ngon nhất như thịt bò hảo hạng.